ngay tại lúc này người dân lan truyền nhau về tin đồn Shinso đệ tứ đã xuất hiện Shinso đệ tứ được cho là một ma cà rồng tàn nhẫn không bị ai điều khiển bất tử và chẳng có ai thân thích và đây là nhân vật chính của chúng ta akatsuki kozo cậu hiện đang bị đứa bạn thân ra dê giám sát và hỗ trợ trong việc làm bài tập hè vì tất cả các tiết học cậu đều trốn và bài kiểm tra thì cũng bỏ cô bạn asaji cũng cho rằng cậu không phải ma cà rồng nên mắc gì cứ phải uể oải vào mỗi buổi sáng như vậy cô đến đây giám sát là vì tội nghiệp cho cậu nhưng cô dô thấy cô đang ăn chùa trên công sức của người khác nhưng chính Gia Dê là người cho cậu mượn tiền nên nhớ mà trả. Asagi sau đó cũng có việc nên đi trước và cậu bạn cũng ra về luôn. Kozo sau đó cũng đành ra về và thấy tiền của cậu giờ chẳng còn đủ để đi tàu điện nữa. Cậu sau đó đi trên đường và than vãn về cái nóng này thì nhận thấy cảm giác bị theo đuôi. Cậu đã đi vào trung tâm thương mại và thấy bản thân quả thật đang bị bám đuôi. Cậu sau đó đã đi vào một cửa hàng gần đó và cô gái bám theo cậu lại không biết cách đi qua cửa tự động. Cậu nhận thấy cô gái đó mặc đồng phục trường cậu nên đã đi ra đối mặt. Cô gái đó khi thấy mặt thì đã gọi cậu là Shinso đệ tứ nhưng cậu vờ rằng bản thân chỉ là một người ngoại quốc không biết gì hết. Cô đã gọi thẳng tên cậu thì cậu cho rằng cô đã nhận nhầm người mà bỏ đi, nhưng cô gái vẫn theo cậu ra đến bên ngoài. Đột nhiên cô Jo phát hiện cô gái bị hai tên khác đến dụ dỗ. Cậu rất muốn giúp và khi thấy hai tên kia đã bắt đầu giở trò quá đáng hơn thì cậu đã quay đầu lại. Nhưng cô gái đã tự mình chống trả và hai tên kia lộ ra là chúng không phải con người bình thường. Một tên bị đánh gục còn tên kia thì lộ ra là ma cà rồng, nhưng cô gái đây cũng là một pháp sư chiến đấu nên mấy loại này không án tên kia đã bộc phát sức mạnh khiến cảnh báo được pháp ra cho người dân di tản hắn đã gọi ra một con ngựa từ phép thuật và cô gái cũng lấy ra một cây thương cô đã lao đến tiêu diệt con ngựa chỉ trong một đòn và còn định nhắm đến tên kia buộc cô dô phải lao vào can thiệp cậu để thanh niên kia đưa đồng bọn rời đi và dặn là sau này đừng có đi gẹo nữ sinh không bị ăn hành nữa thì dáng chịu tên kia rời đi và cô gái không hiểu sao cậu lại cản cô vì rõ ràng là tên kia sai và còn vi phạm hiệp ước mà sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng nên sẽ chẳng ai phản đối nếu hắn ta bị giết cậu cho rằng cô mới là người ra tay trước và còn đòi giết người ta chỉ vì bị lộ quần nhỏ cô biết cậu cũng đã thấy nhưng vừa dứt câu thì gió lại thổi khiến cậu lại thấy lần nữa cô đòi ra tay xiên cậu nhưng đó là do cô sơ xuất cô sau đó đã bảo cô Jo là đồ kinh tởm mà bỏ đi nhưng cô dô sau đó lại phát hiện cô gái đó đã làm rơi ví và căn cước cậu đã nhặt lên và phát hiện cô gái kia tên là hime nơi này là đảo itogami một hòn đảo nằm tại thái bình dương cách nhật bản 300 trăm cây số được xây dựng nên bởi kim loại và phép thuật Thành phố này được tạo nên để cho các sinh vật không phải con người được thế giới và chính phủ ủy quyền cho đến sống. Đổi lại thì họ sẽ bị nghiên cứu. Cậu vốn dĩ đã là một đứa học sinh bình thường thường cho đến 3 tháng trước. Cậu đã phát hiện bản thân trở thành Shinso đệ tứ một cách đầy bí ẩn. Cậu hôm sau đã đưa chiếc ví đến trường để tìm thấy giáo của lớp Himejari để trả. Nhưng thầy giáo của cô không có ở đây nên cậu đành giữ lại trả sau. Cậu sau đó xem qua ví thì thấy nó có mùi khá thơm và cơn khát máu lại trỗi dậy, nhưng cậu vẫn tự kiểm soát lại được. Tình cờ việc này bị Himejari nhìn thấy. Cô đòi lại ví thì cậu chưa trả vội vì cậu muốn biết lý do cô theo dõi cậu. Cô định lấy lại ví bằng vũ lực, nhưng cơn đói ập đến nên cô dô muốn cô đãi cậu bữa trưa xem như trả ơn cho việc tìm ví. Cả hai đi ăn burger và Himejaji cho biết cô đến từ tổ chức mật vụ vua sư tử. Đó là tổ chức được lập ra để ngăn chặn thảm họa quy mô lớn và khủng bố phép thuật. Vì cậu là một Shinso, sinh vật được xem là có sự đe dọa cực kỳ cao nên cô được giao đến để giám sát cậu. Cô nghĩ cậu phải có lý do gì đó thì mới đến trốn ở đảo này và che giấu thân phận nhưng cậu đã sống ở đây từ trước khi trở thành ma cà rồng. Cô không tin việc cậu từ người thường lại trở thành ma cà rồng. Cậu cô nhớ về lúc cậu tiếp xúc với Shinso đời trước thì ký ức đó khiến cậu đau đầu dữ dội. Himejaji quyết định tin cậu vì nhận thấy cậu thậm chí còn không biết bản thân lúc này đang ở vị thế nào. Cho nên đến lúc cô thấy cậu là mối đe dọa thì cô sẽ ở cạnh giám sát cậu để ngăn cậu trở thành mối nguy hiểm đến thế giới này. Trước đây vài ngày, Himejaji đã được cấp cao gọi đến để cho cô biết về Shinso đệ tứ việc những sinh vật được xem là kẻ thù của loài người còn tồn tại là do chính quyền trên thế giới đã thỏa thuận để giữ cân bằng cho thế giới. nhưng việc Shinso đệ tứ tồn tại sẽ khiến cân bằng đó bị phá vỡ. họ đã đưa cô hình của Kozo và cho biết cậu là Shinso đệ tứ lúc này. họ giao cho cây thương có khả năng diệt trừ quỷ và yêu cầu cô giám sát Kozo. nếu chắc chắn cậu là mối nguy thì cô phải trừ khử ngay lập tức. quay lại hiện tại, Kozo đã hết kỳ nghỉ hè và cậu phát hiện Himezaji đang chuyển đến ngay cạnh nhà cậu để tiện hơn trong việc giám sát cậu không muốn làm khó cô nên bảo cô cứ chuẩn bị hết đồ ra rồi cậu sẽ chờ chứ cô không cần vội cậu sau đó đến trường để nộp báo cáo lại cho cô giáo natsuki nhìn vậy chứ cô cũng đã 26 tuổi là một pháp sư tấn công và là số ít người biết cậu là shinso đệ tứ cô sau đó hỏi về hai vụ tấn công gần đây và nhận thấy cậu không hề biết gì nên cho cậu đi cô sau đó định rời đi thì cậu đã hỏi về tổ chức vua sư tử cô hỏi lý do cậu biết cái tên đó thì cậu đã nói xạo cô cho biết tổ chức vua sư tử là đối địch của họ và cũng là đối thủ cạnh tranh chỉ tiếc là cô đã nói điều đó với cậu quá muộn, cậu sau đó đã cùng Himezaji đi mua đồ dùng để sử dụng trong nhà. Sau một ngày đi mua thì cả hai đã ra về và bị Asaji nhìn thấy. Lúc về đến nhà, cô Jo đã giới thiệu em gái Nagisa của cậu với Himezaji nhưng cả hai đã biết nhau từ hôm qua. Do Himezaji đã chuyển đến lớp của Nagisa và cả hai cũng đã kết thân làm bạn. Đã vậy Nagisa còn biết về việc Himezaji chuyển đến mà mua sẵn đồ để ăn mừng. Lúc về nhà, Nagisa đã làm đồ ăn còn Himezaji thì lại đi chỉ cô jo làm bài tập. Tuy là học trung học cơ sở nhưng cô đã học hết kiến thức của phổ thông. Cô để ý thấy cậu từng ở trong đội bóng rổ. Cậu lúc đó đã rất xuất sắc và rồi dần trở nên tự cao để rồi bị cô độc giữa cả đội. Nên cậu đã bỏ luôn từ đó. Đến lúc cậu có sức mạnh này thì cậu đã suy nghĩ đến việc thử dùng sức mạnh đi giúp thế giới. Nhưng rồi cậu nhận ra bản thân cậu không thể thay đổi theo cách đó. Thế là cậu chọn không dính líu đến sức mạnh này mà sống như người thường. Vì thành thật mà nói thì cậu thấy sức mạnh của Shinso nằm quá khả năng của cậu. Sau bữa ăn, Nagisa thấy khá vui vì himeji sống ở gần nhà. Cô Jo định ra ngoài mua ít nước thì gặp Himezaji chạy ra. Cô đang tắm thì nghe cậu ra ngoài nên phải ra vội để đi theo. Cậu muốn cô cứ sấy khô người đi và cậu sẽ chờ. cả hai sau đó vừa đi vừa tâm sự. Cô Jo đã hỏi về quá khứ của Himezaji thì cô cho biết bản thân và những đứa trẻ mồ côi khác được tổ chức mang về đào tạo. Nhưng cô không hề cô đơn vì có bạn bè xung quanh. Himezaji sau đó để ý đến máy gấp thú và có vẻ thích nên cô Jo đã gấp cho cô một con. Đột nhiên cả hai bị cô Natsuki bắt gặp cô jo vẫn chưa lộ mặt và đột nhiên có một vụ nổ nên cậu đã tranh thủ kéo Himejaji chạy đi cả hai thấy vụ nổ đó được tạo ra bởi một ma thú nên himezaji đã bảo cậu về trước còn cô đi xử lý cô lấy cây thương và chạy đi thì phát hiện con ma thú đó bị một cánh tay bóp chết và hấp thụ cô sau đó tìm được chủ của con ma thú và đang bị tấn công bởi một tên nguy hiểm hắn nhận ra cây thương của Himejaji và biết cô đến từ tổ chức vua sư tử hắn giới thiệu hắn là một chuyên gia diệt quỷ từ giáo hội tây âu nhưng không biết sao người như hắn lại ở đây Hai bên sau đó đã lao vào chiến đấu và Himejaji đã phải nhận một vết thương vào đùi. Tên kia sau đó gọi ra một cô gái và chính cô gái này là người điều khiển cánh tay hấp thụ ma thú. Cô ta áp đảo sức mạnh của Himejaji hoàn toàn và cô nhận ra bản thân sẽ chết sau khi dính đòn này. Trong giây phút cô đã nghĩ đến Kozo và bất thình lình cậu xuất hiện để chặn đòn cho cô. Cậu sau đó tiếp tục lao lên chiến thay thì bị đấm cho bị thương. Nhưng chính việc đó đã khiến sức mạnh Shinso trong người cậu bị kích hoạt trong vô thức. Hai tên kia thấy không ổn nên đã rút lui trước. Đến sáng hôm sau truyền hình đưa tin về việc đêm qua đã có một vụ nổ xảy ra. Tuy không có thương vong nhưng đã khiến 20.000 ngôi nhà mất điện. Tuyến đường dây nối hai đảo đã bị phá hủy và thiệt hại dự kiến ở mức 50 tỏi. Cô Dô thấy bản thân có trách nhiệm khá nặng cho thiệt hại lần này. Nhưng Himezaji đã không báo cáo chuyện tối qua cho cấp trên vì cậu cũng vì cứu cô nên mới gây ra thiệt hại đó. Lúc đến ga tàu, tàu điện cũng vì ảnh hưởng thiệt hại nên Himezaji thấy cậu tự vệ hơi quá. Nhưng cậu đâu thể kiểm soát sức mạnh, thừa nhận là cậu thừa hưởng ma thú từ Shinso đời trước. Nhưng ma thú không chấp nhận cậu làm chủ nên dù bình thường thì cậu vẫn có thể gọi chúng nhưng để kiểm soát hoàn toàn thì không. Cô không hiểu sao cậu là Shinso đệ tứ mà không điều khiển được ma thú thì cậu nghĩ là do cậu vẫn còn là ma cà rồng còn zin Tức là chưa từng hút máu của bất kỳ ai. Đột nhiên Dê tìm đến và thấy cậu có vẻ mới quen được một đàn em xinh xắn. Dê hỏi về việc Hime Di chơi trong ban nhạc nào hay gì mà mang theo đàn. Cô giờ mới nhận ra và kiếm cớ để trốn đi. Lúc đến lớp, cô Dô thấy Asaji có vẻ hơi mệt mỏi. Do vụ tối qua nên cô đã bị tập đoàn quản lý đảo gọi đến để sửa đổi lại hệ thống. Cô jo đã lỡ miệng xin lỗi và rồi kiếm cớ cho lời xin lỗi đó. Asaji sau đó định cho cậu mượn báo cáo để viết thì đám con trai đột nhiên bàn tán về việc có một nữ sinh dễ thương mới chuyển đến. Biết cô Jo có em gái học chung lớp thì họ đã đến nhờ cậu giúp giới thiệu và như dự đoán thì người được bàn tán là Himezaji. Asaji nhận ra cậu và Himezaji có đi chung hôm qua và cô Natsuki cũng yêu cầu cậu sau giờ ăn trưa. Đưa cả himeji đến gặp cô vì đêm qua cô muốn biết đêm qua cả hai đã làm gì sau khi chạy khỏi cô. Ai nấy nghĩ cô dô bắt cá hai tay khi đã có Asaji, nhưng cậu chỉ xem Asaji là bạn khiến cô giận mà sẽ luôn báo cáo và không cho cậu mượn nữa. Lúc đến gặp cô giáo, cô đã cho cả hai biết về việc đã có sáu vụ nổ tương tự đêm qua xảy ra trong hai tháng vừa rồi. Hai thanh niên trêu gẹo Himezaji lần trước là nạn nhân của một trong sáu vụ nổ và một trong hai tên đã được cứu và còn đang bất tỉnh. Lý do cô gọi cả hai đến là vì cô muốn cả hai từ giờ đừng ra ngoài vào buổi tối nữa vì sẽ rất nguy hiểm. Cô jo sau đó ra về và cô giáo đã trả cho himeji con mèo mà cô jo đã gặp tối qua mà bỏ quên. himeji sau đó có hỏi cô jo nghĩ sao về kẻ thù mà họ đã gặp tối qua. himeji nghĩ là cả hai nên bắt hai kẻ đó trước cảnh sát. Nếu làm vậy thì cô cũng dễ giải thích việc cậu oan ủng và không phải mối đe dọa trước cấp trên. himeji đã điều tra về những nơi mà tên giáo hội Tây Âu kia có thể ẩn náu nhưng cô Jo cho rằng nếu ẩn náu thì hắn sẽ chọn căn cứ của giáo hội Tây Âu trước đây để tránh bị phát hiện. Cậu nghĩ tập đoàn quản lý đảo sẽ có thông tin nên cậu đã đi tìm Asagi và nhờ cô tìm giúp. Cô vẫn ghen với Himejaji nhưng khi nghe đây là việc riêng của cậu thì cô đành tìm giúp và ra được một vị trí. Cả hai đã nhanh chóng đến chỗ đó và Himejaji thấy đây hoàn toàn là nơi hợp lý để tên kia ẩn náu. Cô muốn cô Jo cứ ở ngoài vì cậu di chuyển quá nghiệp dư, nhưng cậu lo cho Himejaji nên vẫn sẽ đi theo. Cả hai đến cửa thì thấy nó bị khóa lại, nhưng đây là phép che mắt và himejazi giải được dễ dàng cả hai đi vào thì thấy nhiều ống nghiệm và cô gái ăn ma thú kia đã xuất hiện cô ta muốn cả hai rời đi sớm vì hòn đảo này sẽ sớm chìm tên kia xuất hiện ở phía sau và cho biết chúng sẽ đánh cắp nguồn năng lượng đang nâng đỡ hòn đảo này cô jo rất tức giận không chỉ với việc hắn định phá hủy nơi này mà còn với việc hắn đã cấy ma thú vào người cô gái này việc đó sẽ khiến sinh lực của cô ta bị hút đi với tốc độ khủng khiếp và hắn đã để cô ta đi ăn ma thú là để duy trì sự sống hắn ta xem cô gái này chẳng khác gì công cụ nhưng hắn cho rằng tổ chức vua sư tử xem Himejaji và những đứa trẻ khác cũng chẳng khác gì công cụ. Kozo cô không cho phép hắn xúc phạm Himejaji nên đã bộc phát sức mạnh, nhưng hắn cũng cho cô gái đây kích hoạt ma thú, cậu đã lao đến tấn công thì bị đánh bật ra ngay. Himejaji đã lao lên chiến đấu thì cô nhận ra sức mạnh vô hiệu hóa phép thuật mà cô có từ cây thương đã bị hắn sao chép chỉ thông qua trận đấu lần trước với cô. Cô thấy do bản thân mà cô jo mới trở nên vô dụng. Cô sau đó bị đánh bay và tên kia đã vác dìu đến tính xử cô thì cô jo đã đứng ra che chắn cho cô, hắn không quan tâm mà ấn mạnh hơn và rồi cắt đôi cơ thể cậu himeji không tin được việc cô dô chết ngay trước mặt cô nên chỉ biết ôm đầu cậu mà khóc tên kia đã mặc kệ cả hai mà cứ thế đi tiếp để thực hiện mục đích trong lúc đó tại tập đoàn quản lý đảo asaji và ai do cô tạo ra là mokwai đang sửa chữa vài thứ trong máy chủ thì đột nhiên có một trận động đất xảy ra mokwai cho biết họ có kẻ xâm nhập đội bảo vệ đang đánh nhau với chúng ở một cột trụ nên mới xảy ra dư chấn hai tên của giáo hội tây âu lúc này đã thành công xâm nhập vào sâu hơn sau khi sát hại toàn bộ bảo vệ Dô lúc này cũng tỉnh lại. himeji cho biết một lúc sau khi cậu chết thì toàn bộ vết thương và máu của cậu đã tự liền lại như quay ngược thời gian. Cô trách cậu vì có khả năng hồi phục mà không nói trước. Nhưng tới cậu còn không biết cậu có khả năng ấy. himeji cho rằng cậu không cần liều mạng vì cô. Do cô chẳng có ai thân thích nên có chết cũng chẳng ai buồn. Cậu đã đè himeji xuống và bắt đầu thể hiện bản thân là một tên biến thái. Nên cô không cần phải lấy mạng ra để chết thay cho một tên như cậu. Cậu sau đó đã để himeji ngồi dậy và động đất lại xảy ra nhưng đây là đảo nhân tạo nên động đất là bất thường asaji có nhắn đến và bảo là cô đang bị kẹt lại ở khu vực đang bị tấn công nên cô dô phải lập tức hành động cậu gọi cho asaji để hỏi cô có ổn hay không và có đúng kẻ tấn công là một tên già khằn và một ma thú nhân tạo khi đã chắc chắn thì cậu bảo asaji cứ bình tĩnh và cho cậu biết chúng đã đi hướng nào khi biết chúng đang nhắm nơi sâu nhất của cuộc trụ giữ cho cả hòn đảo đứng vững thì cậu đã thắc mắc kho báu mà tên kia đang tìm là gì Asaji đã cho Mogwai tìm thử nhưng nó là bí mật quân sự nên cô đành phải phá tường lửa và biết được kho báu đó là gì. Cô đã cho cô jo biết và cậu giờ đây đang tự hỏi liệu có cách nào để cậu cứu hết người dân trên đảo hay không. Himejaji đã quyết định dâng máu cho cô jo để cậu hút. Vì cậu nói bản thân chưa thể điều khiển được ma thú do chúng không chấp nhận cậu. Vậy thì hãy hút máu cô và lấy sức mạnh từ chúng để cứu người dân trên đảo. Cô biết cậu muốn ngăn tên giáo hội đó lại và đây là cách duy nhất cậu có. Cô Jo sau cùng đã ôm lấy Himejaji và quyết định hút máu cô. Tên đó lúc này đã đến được căn phòng chứa kho báu và vui sướng vì thứ thuộc về giáo hội sắp được lấy lại. Nhưng Kozo và Himejaji đã tìm đến. Cậu biết thứ kho báu mà hắn nói chính là cánh tay của vị thánh đã phục vụ nhà thờ Tây Âu. Cánh tay đấy được xem là một thánh tích, 40 năm trước. Một người đã kéo sức mạnh của tứ đại linh thú về đây để tạo nên long mạch nhằm xây nên hòn đảo này. Nhưng thần thú rồng vàng, đứng đầu trong tứ linh đã không chấp nhận nên khiến hòn đảo này không đủ nền móng vững chắc. Thế là ông ta đã vấy bẩn cánh tay bằng phép dị giáo và lấy cơ thể của vị thánh mà chúng đang thờ phụng về đây làm vật chứa lời nguyền. Hắn xem đó là sự báng bổ và đây là cách hắn trả thù thành phố này và xin xô đệ tự như cậu không có quyền xen vào. Nhưng hắn ta mặc xác việc hơn 50.000 người dân trên thành phố này sẽ chết. Himejaji cho rằng nếu hắn ta nộp đơn khiếu nại thì có thể lấy cánh tay về nhưng hắn ta không thích bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô đành phải nhảy xuống để chiến đấu. Cậu đã kích sấm sét quanh người và cho rằng giờ đây sẽ là trận chiến của cậu. Nhưng không, Senpai, đây là trận chiến của chúng ta, cậu sau đó lao đến tung một đấm hắn né được và thấy tuy cậu di chuyển vẫn còn gà nhưng sức mạnh đã gia tăng lên rất nhiều hắn quyết định sâu ra bộ giáp vàng đặc biệt của hắn để lao lên tấn công thế là cô dô cũng phải sử dụng đến sức mạnh của cậu cậu ra lệnh triệu gọi ma thú thứ năm của cậu sư tử sấm sét con sư tử xuất hiện và lao đến tấn công hắn buộc hắn phải gọi ma thú nhân tạo đến chắn đỡ dù đã dùng đến ma thú nhưng lá chắn kháng phép của cô ta vẫn còn hoạt động nhưng Himejaji đã lao đến dùng ngọn giáo để phá đi lớp giáp giúp cậu giáng xét và đánh bại ma thú nhân tạo đó. Còn tên kia thì bị Himezaji lao đến trưởng cho một cú xuyên giáp và để cô jo làm nốt. Cậu sau đó đã ôm lấy Himezaji rồi chạy xuống hút máu cô gái nhân tạo kia nhằm giúp cô ta kiểm soát ma thú trong người và kéo dài sự sống. Himezaji nhận ra cậu đã dùng cô như vật trung gian để kích thích bản năng nên gõ cho cậu một cú. Trong lúc đó, Zaze nhận thấy cô jo đã có một đối tác để hút máu. Và cô jo sẽ sớm trở thành Shinso thực sự. Con quạ đây có vẻ là cô Natsuki thì cho rằng việc để Himezaji ở cạnh sẽ giúp cô trở thành hoàng hậu của cô jo. Nhìn chung là cô jo vẫn còn cả chặng đường khó khăn phía trước. Cô jo hôm sau đã thấy Himezaji phải dọn đồ để trở về do vi phạm vài mệnh lệnh và còn làm hỏng thanh giáo. Nhưng thanh giáo đã được gửi lại sau khi sửa chữa và cô có thể tiếp tục nhiệm vụ giám sát. Hôm sau, Himezaji đã đi kiểm tra máu và máu của cô vẫn an toàn. Nhưng Nagisa và Asagi tìm đến và yêu cầu cậu giải thích rõ ràng. Asagi cũng muốn biết Himezaji có quan hệ gì với cô jo. Cậu bị hiểu nhầm tai hại và Zaze ở đằng kia thấy ma cà rồng mạnh nhất lại có thêm một thử thách mới. Vào một đêm, có một tên người thú đang bỏ trốn sau khi vụ buôn hàng của hắn bị lộ. Hắn định kích nổ để xóa dấu vết thì cô Natsuki xuất hiện và cho hắn biết bom của hắn đã bị cô vứt đi hết. Hắn không biết cô là ai cho đến khi thấy cách cô di chuyển một cách nhanh nhẹn thì hắn đã nhận ra cô chính là phù thủy hư không trong lời đồn. Cô sau đó đã bắt trói hắn lại và để cảnh vệ đảo làm nốt vì cô còn phải về để chuẩn bị cho lớp học ngày mai. Sáng hôm sau, cô Jo nghe tin mẹ cậu sắp về nên vào phòng hỏi em gái thử thì bắt gặp himeji đang thay đồ. Cậu đã bảo đây là tai nạn nhưng vẫn ăn sút. Lúc đi tàu cậu phải giải thích lại nhưng em gái cậu lẫn himezaji vẫn chẳng thèm tin nagisa cho rằng cậu đáng ra phải gõ cửa và cũng đã dặn là himezaji sẽ sang nhà sáng nay nhưng cậu không hề nghe nên mới xảy ra cớ sự này sáng nay himezaji và nagisa cần phải lấy số đo cho đồng phục cổ vũ vì đám con trai trong lớp đã quỳ lạy van xin himezaji làm cổ động viên để họ tăng thêm công lực cho giải đấu cả hai cô em gái cũng sẽ cổ vũ cho cậu ở hội thao sắp tới nếu cậu có tham gia lúc đến tủ đồ asaji có đi đến và nhờ cậu giữ hộ túi vợt Cô hỏi cậu có tham gia môn nào không thì cậu đã nhờ lớp trưởng cho cậu môn nào dễ nhất. Tình cờ thay là khi đến lớp thì Dê thấy cậu đã tự biết mang dụng cụ và cả đồng đội theo vì cậu và Asaji sẽ là đồng đội của nhau trong trò cầu lông đôi. Lớp trưởng định dọa nói ra việc Asaji yêu cô Jo và cô Jo thì cũng thấy ổn với cầu lông nên cả hai được chọn. Trong lúc đó, cô Natsuki đã đi đến chỗ của một tên tiến sĩ. Tên này là kẻ đứng sau sai khiến tên thú nhân mà cô đã bắt tối qua. Tên này cũng hóa hình thì cô Natsuki đã giao lại cho cô gái nhân tạo Atate mà cô thu nhận từ vụ lần trước xử lý chỉ một đấm từ ma thú là tên tiến sĩ đã bị hạ gục và gô cổ lại Asaji sau đó đã đi thay đồ để tập luyện lớp trưởng muốn cô phải tự tin khoe cá tính để giành lấy cô nếu không sẽ bị Himejari cướp mất cô lúc này thấy phòng tập nhìn quá là gần gũi một cách không cần thiết nên cậu bảo mọi người cứ tập trước còn cậu sẽ đi giãn gân cốt để đợi Asaji cậu ra mua lon nước và định ngồi ghế thì bị tấn công cậu né tránh và phát hiện một con sư tử vàng đang đối mặt với cậu. Ngay sau đó thì cũng có một con sói bạc chạy đến và Himezaji đã phải đến xử lý giúp cậu. Cô xử lý hết hai con thú và cho biết chúng là thức thần và thường được dùng để truyền tin. Cô bị hai người bạn nhìn thấy khi cầm cây giáo nên đi bắt lại xóa trí nhớ nhưng cô jo muốn cô cứ thư giãn vì cô lúc này chẳng khác gì cosplayer. Cậu sau đó thấy một lá thư gửi kèm đến cho cậu và Asaji nhìn cảnh cả hai và bức thư thì nghĩ là Himezaji gửi thư tình nên không muốn làm phiền mà rời đi. Cô Jo sau đó được biết là bức thư này được lãnh chúa Dimitri gửi đến là một quý tộc thuộc lãnh địa Đông Âu lãnh chúa Dimichi được cho là từng phục vụ dưới trướng Sinso đệ nhất. Do là quý tộc nên lãnh chúa đó là ma cà rồng thuần chủng. Và việc một người quyền quý như vậy tìm cậu thì hẳn là để gặp mặt Sinso đời mới. Cậu được mời đến dự tiệc và buộc phải chọn ai đó đi cùng. Cậu nghĩ là mời cô Natsuki vì cô Natsuki biết cậu là ai và cũng đủ mạnh để tự lo cho bản thân. Nhưng Himejaji có vẻ muốn câu trả lời khác nên đã rủ chính cô, nhưng cô không có váy dự tiệc. Đột nhiên vừa về đến nhà thì tổ chức vua sư tử đã gửi sẵn váy dự tiệc và số đo của Himejaji trên đó cô đã gõ cậu một trận để cậu quên đi điều cậu vừa biết cả hai sau đó đã đến du thuyền nơi tổ chức bữa tiệc và bước lên đó nhìn quanh thì không thấy lãnh chúa dimichi ở đâu nên cả hai đành lên tầng trên xem thử nhưng cả hai đột nhiên bị tấn công và kozo đã cản kịp đấy thực ra là lãnh chúa dimichi đang kiểm tra cả hai anh ta sau đó gửi lời chào thân thiết và sâu sắc nhất đến Shinso đệ tứ akatsuki kozo đột nhiên cậu bị những chiếc dĩa bay đến một cô gái đã nhảy xuống cô là sazaka và là bạn thân của himezaji trong tổ chức vua sư tử Cô rất bất mãn vì tổ chức để Himeji giám sát Shinso đệ tứ một mình. Cô đang có nhiệm vụ hộ tống lãnh chúa Dimichi và dường như cô chẳng có mấy thiện cảm với Kozou. Cô, cô chính là người đã tấn công cậu ở trường để gửi thư và cô có lối đánh thiên về ám sát hơn là đánh trực diện như Himeji. Trong lúc đó, Asaji đang gọi cho Jaze để tâm sự về việc Kozou lén lút với Himeji, nhưng cậu ta cho rằng có khi Himeji mới đang dụ dỗ Kozou nên bảo cô hãy thử quyến rũ cậu xem sao. Asaji sau đó được ai đó gửi đến một câu đố và thách giải. Thế là cô quyết định chứng tỏ bản thân thông minh đến đâu. Còn cô jo lúc này được nghe Dimitri kể về Aurora. Aurora chính là Shinso đệ tam và đã được cậu hấp thụ sức mạnh. Anh ta là người tình của Aurora và cố tiếp cận cậu khiến cậu phải nói thẳng bản thân không phải người yêu của anh ta. Anh ta sau đó được nghe Himejaji giới thiệu và anh ta ngửi được mùi máu của cô trong người cô Chứng tỏ cô chính là đối tác đã trung gian giúp cậu điều khiển ma thú. Nhưng bỏ qua việc đó, Himejaji và cô muốn biết lý do còn lại mà Dimitri gọi họ đến đây. Anh ta đã nói về một kẻ là Christoph, một kẻ khủng bố nổi danh ở châu Âu. Tên đó đứng đầu một tổ chức cực đoan đã làm hơn 400 người thiệt mạng. Tổ chức đó đã bị anh ta dẹp trước đây nhưng tên Christoph này đã được thuê về làm người đứng đầu mới và đen thay cho họ khi tên đó đang ở trên hòn đảo này. Hẳn ai đó đã lơ là và để hắn lọt qua. Anh ta muốn tiêu diệt tên Christoph đó và nếu anh ta có lỡ hy sinh thì ma thú của anh ta sẽ tràn ra và tiêu diệt cả hòn đảo này. Nên anh ta muốn gặp Kozo để xin lỗi trước nếu anh ta có thất bại. Nhưng Himezaji đã ra điều kiện muốn được cùng cô jo đi bắt tên đó thay anh ta, nhưng anh ta muốn cô cân nhắc kỹ vì ma thú của cô jo còn nguy hiểm hơn của anh ta. Himezaji hứa đã hứa với anh ta nên anh ta cũng muốn xem thử khả năng của cô đến đâu. Lúc cả hai ra về, Sazaka dường như lại có thêm ác ý với cô Jo. Sáng hôm sau, cô Jo thấy Asaji lại ở trên giường cậu. Cô muốn trêu chọc cậu một chút thì cậu bảo cô xuống dùng, cả hai loay quay để rồi té ngã. Đúng lúc thì hai cô em gái đi vào và nghĩ cả hai đang cần thời gian riêng tư nên đi trước. Sazaka lại cho thức thần xem được cảnh này và càng sinh thêm ác cảm, lúc đến ga tàu. himeji vẫn giận cậu ra mặt, cậu cố giải thích là Asaji đang chọc cậu. Nhưng cô cho rằng vấn đề nằm ở việc cậu có thể đột nhiên lên cơn khát máu mà cắn Asaji. Cả hai sau đó đã đến trường và đến văn phòng của cô Natsuki, cả hai phát hiện Atate đã được cô thu nhận làm hầu gái. Cô Natsuki có hỏi lý do cả hai đến tìm thì cả hai vào thẳng vấn đề đó là muốn tìm tên Kristoff kia. Cô biết cả hai đã lấy cái tên này từ Dimichi và yêu cầu cả hai đừng can dự vào vụ này vì vũ khí cổ mà hắn đang tìm đã không còn sử dụng được nữa thứ vũ khí mà hắn tìm là một loại vũ khí cổ nhưng những ai có ý định giải mã cách sử dụng thứ đó đều đã bị cô bắt hết và vũ khí đó đang được canh giữ và chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ hoạt động trở lại cả hai bị cô natsuki đuổi về và cô jo dự định sẽ nhờ asaji giúp tìm thông tin himezaji đã hỏi cậu về việc hút máu cô lần nữa thì cậu không muốn miễn cưỡng ép cô nhưng cách trả lời như một chú bé đần đã khiến himezaji giận dỗi mà bỏ đi cậu sau đó vào lớp nhờ Asaji tìm hiểu về thứ vũ khí mà cô Natsuki đã nói đến. Cả hai đã đi cùng nhau và Jaze cũng tranh thủ dụng năng lực để nghe ngóng thông tin từ cả hai. Cả hai đã vào phòng giáo viên để dùng máy tính và tra ra được hình ảnh về thứ vũ khí sinh học đó. Đột nhiên thầy đi vào khiến cả hai phải chui xuống nấp. Cô Jo nhận ra cô đang đeo đôi bông tai mà cậu tặng thì chảy máu mũi hai hàng. Cậu sau đó đã cùng Asaji trốn lên sân thượng và cô sau đó có đi một lúc rồi trở lại. Nhưng cô vừa đi thì Sazaka đã lao đến hỏng lấy mạng cậu. Vì cậu dám hút máu Himezaji và còn đẩy Himezaji vào nguy hiểm. Himezaji là người bạn duy nhất cô có nên cô không thể để cậu cướp mất được. Sazaka đã chém chúng cậu một nhát khiến sức mạnh của cậu bị giải phóng, vừa đúng lúc Asaji trở lại. Trong lúc đó, một chiếc xe đã đến trước cổng trường và chúng dự định bắt Asaji đi. Việc sức mạnh của cậu bùng phát dữ dội đã khiến cả trường chịu chấn động và Asaji cũng bị thổi bay và bất tỉnh. Himezaji đã phải đến để phong ấn cậu lại và muốn cả hai tự kiểm điểm lại hành vi của mình nagisa cũng chạy đến và cả hai đã cùng đưa asaji đến y tế năng lực của jazi thì đã bị hỏng tạm thời do sung chấn vừa rồi mà kozo gây ra himezaji và nagisa lúc này được atate cho biết asaji chỉ bị sốc một chút asaji sau đó đã tỉnh lại và nagisa nghĩ là kozo đã làm gì đó với cô cô thì không nhớ rõ lắm việc đã xảy ra trên nóc và tại sao kozo lại bị một cô gái tấn công himezaji đã xin lỗi vì bạn cô ghen tị với kozo nên mới gây ra sự việc lần này trong lúc đó Hai người trên kia thì đang tranh cãi về Himezaji, Sazaka thì khinh cô Jo ra mặt. Cô cho rằng bản thân là người hiểu rõ Himezaji nhất, nhưng cô Jo cho rằng cô chỉ hiểu Himezaji ở vẻ ngoài còn cậu thì hiểu về tính cách nội tâm. Sazaka thừa nhận cậu cũng xứng đáng làm đối thủ của cô, đột nhiên trường có vài kẻ đột nhập. Atate cho biết mấy tên đó là thú nhân và chúng đang hướng đến đây. Chúng sau đó xông vào và Nagisa đã hoảng sợ và hét lên. Một tên định bắn bịt miệng thì Himezaji phải đánh ngất Nagisa để giữ mạng cho cô bạn tên Kristoff xuất hiện và muốn bắt Asaji, Atate định phản công thì ngay lập tức bị bắn. Hai người trên kia nghe tiếng súng thì ngay lập tức chạy xuống. Còn Ra thì phát hiện nhóm Asaji đã bị bắt đi. Nhóm Kozo đến phòng y tế thì thấy mỗi Atate bị thương ở đây. Ra lúc này thì đang phải bám theo chiếc xe đang chở Asaji và hai cô em của Kozo. Cậu ta đã cắn thuốc để cưỡi gió đi cho lẹ. Cậu ta nhận thấy Kristoff đang đưa ba cô gái đến sân bay và mang ra khỏi đảo. Cậu ta đã nốc hết thuốc để đưa bản sao bằng âm thanh của cậu ta bám theo nhưng bản sao bị bắn hạ ngay lập tức bởi dimichi anh ta sau đó muốn phá ra dê vì anh ta muốn để việc này cho cô jo giải quyết ra cứ thế bị bắn bay xuống sông còn asaji lúc này đã cho himezaji biết việc nagisa trước đây từng gặp tai nạn liên quan đến quỷ và suýt chết do đó nagisa mới sợ và mất bình tĩnh đến vậy asaji cũng xin lỗi vì kéo himezaji vào vụ này bởi cô biết cô chính là mục tiêu của chúng tên christoph đã đi vào và cho asaji biết cô tài năng ra sao hắn đang cần người giải mã cách điều khiển vũ khí sinh học nên đã gửi câu đố cho hơn 100 hacker và cô là người giải được và nhanh nhất. Hắn vẫn còn nhiều mảnh khác nữa và muốn cô hỗ trợ giải mã, nhưng cô từ chối nên hắn cho biết hắn lúc này chỉ có lệnh khởi động chứ không thể điều khiển được vũ khí. Nên nếu nó phá hủy cả đảo thì hắn cũng mặc kệ. Cô và Sazaka lúc này đã bị chặn lại bởi cảnh vệ đảo nên đành đi đường khác và đến được bến tàu. Cô cho biết cậu lúc này chỉ xài được một ma thú nên sẽ khá khó để chiến đấu. Cậu sau đó bế Sazaka nhảy sang bên kia thì cô nhảy xuống khiến cậu suýt té ngã. Cả hai đã cùng nhau vào trong và gặp lại Natsuki. Cô muốn cả hai đừng có dây vào vụ này nhưng đã quá muộn để rút ra. Đột nhiên cả ba bị Dimitri phá đám. Anh ta muốn xem vũ khí đây có thể hoạt động ra sao. Còn Himejaji lúc này thì không hiểu sao Dimitri lại hợp tác với ông ta vì cô nhận ra người của ông ta có mặt trên tàu của Dimitri. Ông ta cho rằng Dimitri chỉ đơn giản là đang kiếm thú vui để tiêu khiển. Một món vũ khí đủ uy lực để tiêu diệt Shinso quả là liều thuốc chữa bệnh nhàm chán hoàn hảo nhất. Kristoff sau đó đã bỏ đi và Nagisa lúc này đột nhiên xuất hiện hành vi như thể bị ai đó nhập hồn. Nagisa bảo Asaji cứ giải mã hết toàn bộ câu lệnh và Kozo dưới kia sẽ câu giờ của họ. Hime Zaji sau đó đã mượn điện thoại của Asaji để gọi cho Kozo. Kozo lúc này muốn biết Dimitri định đứng đó bao lâu nữa và tàu của anh ta bây giờ đâu rồi. Anh ta đã nói về việc tàu của bản thân đã bị Kristoff chiếm mất. Và trên giường đến đây thì anh ta cũng có tóm được Zazie nên trả về Kozo. Anh ta sẽ chịu trách nhiệm phá hủy thứ vũ khí kia anh ta sau đó lao lên và kết hợp hai con rắn của anh ta lại để chiến đấu. Nhưng Himezaji gọi đến và yêu cầu Kozo không được phá hủy thứ vũ khí đó và câu cho cô ít thời gian. Kozo hiểu lời cô nói nên lao lên và muốn Dimitri lui lại để cậu xử lý. Anh ta chỉ được đánh khi cậu đã bị thứ kia đánh bại. Anh ta đành để cậu đánh và cho phá hủy cầu để cảnh vệ đảo không vào và ngáng chân cậu. Khi đã chắc chắn là không còn cảnh vệ nào ở đây thì cậu đã nhờ Nasuki lo cho nhóm Asaji giúp cậu và cứ thế lao lên chiến đấu. Cậu sau đó cứ thế lao lên và né những tia laser bắn đến nhưng vừa trượt ra sau thì cậu đã không kịp né đòn tiếp theo buộc Sasaka phải lao ra chặn đòn thay cậu cô sau đó vác kiếm lao lên tấn công thứ vũ khí kia thì chẳng hề xây sát gì dimichi biết thanh kiếm của cô có khả năng cắt đứt mọi thứ nhưng với thứ vũ khí sinh học này thì không thể vì thứ này có khả năng tiến hóa để thích nghi và đối phó lại với mọi khả năng của đối phương cô dô sau đó phải đến để đưa Sasaka đi lánh nạn một lúc tuy cậu bị thương nhưng cậu không để tâm lắm vũ khí bắt đầu bay đi buộc cậu phải gọi sư tử ra để đối phó nhưng cậu để sư tử đâm vào vũ khí sinh học khiến nó rơi xuống và phá vỡ luôn mặt đất nơi cậu đang đứng. Cả hai rơi xuống dưới nên phải cố để tìm đường đi lên trước thứ vũ khí kia. Cô jo đã hỏi Sazaka có ổn hay không vì Himejaji có nói là cô gặp vấn đề với việc chạm vào con trai. Nhưng giờ cả hai không có thời gian để lo nghĩ việc đó vì thứ vũ khí kia đang dần leo lên. Asaji lúc này đã sắp giải mã hết các lệnh nên Himejaji đã ra ngoài và đánh gục hai tên thú nhân canh gác bên ngoài. Cô sau đó lẻn vào phòng chứa và phát hiện còn rất nhiều vũ khí sinh học trong này và mục đích của tên Christoph là điều khiển cả một đội quân toàn vũ khí sinh học này. Hắn sau đó đã hóa hình và lao đến tấn công cô, cả hai đã chạy ra ngoài để chiến đấu. Và cây giáo đã bay đến chỗ Hime Ra là người đã ném nó đến và nhờ có cây giáo mà Hime chỉ cần một đòn đã lấy được một tay của Kristoff. Có điều hắn đã thành công chiếm được quyền kiểm soát đống vũ khí từ Asaji, còn Sazaka và cô Jo thì đã kẹt dưới kia. Cậu không thể dùng sư tử xét ở đây vì sẽ báo hại cả bọn cậu thấy sazaka đã ướt nhẹp nên đưa áo cho cô khoác tạm. cô sau đó có hỏi cô Jo về việc cô lớn lắm đúng không? cái cô nói là chiều cao, việc cô cao hơn người khác khiến cô luôn phải ra dáng chị cả. nhưng khi được cô Jo bế thì cô đã khá thích. cô đã ôm lấy cô Jo và muốn để cậu hút máu. cô tuy vẫn sợ bản thân có lỗi với Himeraji nhưng cậu là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn thay vì sợ hãi như những người đàn ông khác. Raier lúc này lực bất tòng tâm vì bản thân cậu ta là người quan sát và không được tham gia vào trận chiến. Nhưng cô jo đã chịu gọi được thêm một thần thú nữa và cưỡi nó bay ra khỏi hố. Kristoff lúc này đã rời đi và để đàn em xử lý Himezaji. Nhưng cô Natsuki đã đến giúp, nhờ Himezaji phá được kết giới quanh du thuyền mà cô mới lên được. Cô sẽ chăm sóc hai người này còn Himezaji cứ làm việc mà cô còn giang dở vì cô Jo giờ cũng chưa cần cô giúp đỡ lắm. Đột nhiên Mokwai gọi đến cho Himezaji để hướng dẫn cô cách để điều khiển đám vũ khí sinh học này. Tên Kristoff sau đó đã lái vũ khí sinh học đầu đàn ra để đối phó với cô Jo dù đã chặn đỡ nhưng đòn của hắn vẫn sót lại và bay vào trong thành phố dimichi vẫn muốn phụ cậu nhưng cậu vẫn không cần và cho rằng giờ đây là trận chiến của cậu không senpai là cuộc chiến của chúng ta himezagi đã quay trở lại để chiến đấu cùng cậu thấy sazaka đang mặc áo của kozo thì himezagi quyết định sẽ bàn chuyện này sau họ sau đó cùng chiến đấu chống lại đám vũ khí sinh học này nhưng càng đánh thì chúng càng hồi phục lại với cơ chế phát triển con sư tử của kozo cũng chẳng còn sức đe dọa nhưng himezagi cho biết asaji đã giúp họ bằng cách cài một lệnh tự hủy ngay lúc chúng hồi phục Cô chỉ cần vào trong con chúa và để Mokwai phát đoạn lệnh đó ra thì đám này sẽ tự nhiên được xử lý. Vấn đề là họ đến chỗ con đầu đàn kiểu gì, Sazaka lo được việc đó. Cô đã biến thanh kiếm thành cây cung và bắn lên trời một phép khiến đám vũ khí nhỏ bị ngưng hoạt động. Himeji và Kozo đã lao đến chỗ con đầu đàn. Himeji đã đối phó với Christoph còn Kozo thì cho hai ma thú nhắm vào con đầu đàn khiến nó bị ngưng hoạt động trong một lúc. Nhưng cơ hội đó thì Himeji đã ném điện thoại vào và Mokwai đã bật lệnh lên khiến cho đám vũ khí sinh học đồng loạt hóa đá mà vỡ vụn. Himejaji giờ mới hỏi về vụ cô Jo đã hút máu Sazaka. Khi nghe việc Sazaka tự nguyện cho phép cậu hút thì cô đã yên tâm vì sợ là cậu cưỡng ép Sazaka. Trong lúc đó, Dimichi đã ra về và thấy cũng đã được giải trí một lúc. Nhưng người của chính quyền tìm đến và mời anh ta tham gia vào chức vụ đại sứ đặc mệnh. Anh ta đã chấp nhận vì nó sẽ cho anh ta sự giải trí mà anh ta muốn. Tối đó, Asaji đã tỉnh lại ở bệnh viện. Cô hỏi chuyện xảy ra thì cô Jo cho biết tất cả đã được giải quyết. Cậu đã đi lấy cho cô ít nước thì cô đã dụ để hôn cậu một cái cậu suýt thì bị em gái nagisa phát hiện nhưng may là lần này asaji đã bao che cho cậu hôm sau lúc đi tàu kozo cứ nhớ về nụ hôn của asaji khiến himezaji phải lên tiếng hỏi cậu đang giấu gì nhưng cậu chỉ nhắc himezaji mặc đồ tử tế lại là hết cậu cũng nói về việc sazaka dạo gần đây hay gọi cho cậu không có lý do gì cũng gọi himezaji nghi ngờ sazaka đã thay đổi với kozo lúc đến lớp zaje thấy cậu có vẻ thiếu ngủ lớp trưởng nhận ra cậu gặp vấn đề với con gái khiến cậu nghĩ là cô biết bói toán thật Asagi cũng đến và cô đêm qua cũng thiếu ngủ nên lớp trưởng lại có dịp cà khịa cả hai. Thấy cô Jo đang lo nghĩ thì Asagi đã gọi cậu đến phòng hội họa vào giờ ăn trưa. Cả hai sau đó đã đến đó và cô Jo phải làm mẫu vẽ cho Asagi. Cô muốn cậu tươi tỉnh lên nhưng từ bao giờ người mẫu phải chiều theo ý của họa sĩ. Cô sau đó lấy ra một đống đồ cô lấy từ câu lạc bộ kịch cho cậu mặc. Nhưng cậu chê không mặc nên Asagi sẽ mặc chung để cậu đỡ ngại. Cô đã cởi đồ trước khiến cậu đành phải chiều theo. Cô sau đó đã mặc bộ hầu gái còn cô jo thì mặc bộ bồi bàn. Asaji đã chụp lại vài tấm làm kỷ niệm thì cậu cũng chụp lại để đề phòng cô đem đống này ra uy hiếp cậu. Cô sau đó đã chụp chung một tấm với cậu và hỏi cậu gần đây đang giấu cô điều gì. Cậu chưa thể nói ra nên cô đã hẹn cậu cuối tuần đến đây lần nữa và lúc đó cậu có muốn trả lời thì cứ việc. Cậu sau đó gặp lại Himejaji và hỏi cô về vấn đề cậu đang nhức nhối. Đó là cậu nên trả lời với Asaji ra sao? Cậu đã kéo Asaji vào nhiều chuyện nhưng không thể để cô biết việc cậu là Shinso đệ tứ được. Nhưng cậu cũng chẳng thể giấu mãi để rồi khiến cô gặp nguy hiểm thêm nữa cậu thấy bản thân quả thật không thể có được cuộc sống ích kỷ khi đã trở thành Shinso đệ tứ himezaji ghi nhận công sức mà cậu đã làm từ trước giờ nên cho rằng cậu vẫn có quyền ích kỷ và việc nói ra cho asaji hay không là do cậu quyết định có điều nếu cậu quyết định tiết lộ thì điều cậu cần lo là về nagisa chứ không phải asaji đột nhiên cả hai phát hiện nagisa đang được một đứa bạn cùng lớp bắt chuyện nagisa vừa nhận được một bức thư và cậu không nghĩ em gái cậu lại được tỏ tình nhưng himezaji đã cho cậu biết em gái cậu nổi tiếng ở lớp ra sao cậu tối đó nhận được cuộc gọi từ sazaka cô cho biết cuối tuần nay cô sẽ bắt đầu đến đảo này để làm việc do cô đã được giao cho công việc làm cận vệ cho một người quan trọng cậu hiểu cô gọi đến là để than về việc cô sắp tới sẽ bận ra sao nên sẽ ít gọi về hỏi thăm tuy không giống với cô nghĩ lắm nhưng cô đã chấp nhận lời cậu nói cậu sau đó phát hiện có cháy trong thành phố sáng hôm sau cậu quyết định đi xem nagisa ra sao vì cậu thấy lo cho vụ tỏ tình hôm qua thấy được himeji sau đó vẫn đi theo cậu Cả hai lên tầng thượng thì nghe mấy từ ngữ gây hiểu nhầm nên cô Jo đã đạp cửa xông ra, nhưng chỉ thấy em gái cậu và cậu bạn hôm qua đang chơi với mèo. Cả hai đang tìm người chăm sóc cho mấy con mèo này. Lý do cô không nói với cả hai là vì chung cư của họ không cho nuôi thú cưng nên cô không muốn làm Hime Zaji buồn khi chẳng giúp được gì. Và cô cũng không thích để cô Jo xen vào nên mới không nói. Lũ mèo này được cô bạn cùng lớp Canon nhờ chăm sóc. Cô Jo sau đó được gặp Canon và nhận thấy cô khá là xinh xắn. Canon là bạn học với Nagisa từ năm ngoái lúc đó Kanon khá nhút nhát và bị nhiều người xa lánh, nhưng Nagisa cho Kanon biết thực ra cô không bị xa lánh. Chẳng qua là đám con trai thấy cô quá xinh xắn nên đặt luật là không được tiếp xúc mà chỉ được làm fan để ngắm từ xa. Và từ khi Himezaji đến thì fan club của đám con trai đã có đến hai thần tượng và họ cũng thường họp để nguyền rủa cô Jo vì sự chó đỏ của cậu. Nagisa sau đó nhờ Himezaji và cô Jo giúp Kanon với lũ mèo vì cô còn việc ở câu lạc bộ. Kanon sau đó đã dẫn cả hai đến tu viện nơi cô được chăm sóc khi còn nhỏ, nơi đó đã bị bỏ hoang và Kanon chỉ muốn chăm sóc chúng đến khi có người nhận nuôi chúng nhưng nghe ra việc đó có vẻ khó cô đã nghĩ đến việc sẽ nuôi chúng cả đời khiến cô dô đành phải động viên cô trong lúc đó Jaze đã hẹn cô nasuki đến gặp cậu ta cho biết lúc này đang có một con quỷ bay khắp thành phố và tấn công những con quỷ khác đặc điểm chung của những con quỷ bị tấn công đều là bị ăn mất phần cơ hoành và thận dimichi cho biết đó là nơi linh hồn của quỷ tập trung anh ta biết kẻ nào đứng sau vụ này và sẽ cung cấp cho họ thông tin Đổi lại thì họ không được để cô Jo dính đến vụ này vì anh ta biết cô Jo đánh không lại con quỷ đó và anh không thể để Shinso đệ tứ yêu dấu chết được. Không lâu sau thì cô Jo cũng đã giúp Kanon tìm thấy mái ấm cho lũ mèo. Một cô gái mà cô Jo quen biết cho cậu hay rằng tu viện mà canon ở trước đây có gặp một sự cố và Kanon là người duy nhất sống sót. Kanon lại mới tìm thêm được một con mèo nhưng con này cô có thể tự mình chăm sóc. Cô Natsuki đã đến cảnh cáo là mang động vật vào trường bị cấm. Nhưng cô sẽ bỏ qua nếu tối nay cô Jo đi với cô một chuyến. Tối đến cậu đã theo cô Natsuki như đã dặn. Do tối nay là lễ hội và cô tin là con quỷ gây hại trong thời gian gần đây sẽ xuất hiện nên cần cậu xử lý giúp. Việc cậu không thể bay thì cô sẽ giải quyết giúp cậu và cậu chỉ cần đánh rơi con quỷ đó là được. Cô sau đó thấy hai con quỷ mà học cần bắt đã xuất hiện nên bảo Ata Tê liên lạc cho người bắn pháo hoa lên. Vì họ sẽ chiến đấu trên không và người ta sẽ chú ý đến pháo hoa thay vì chú ý đến họ. Cô Natsuki sau đó đã dịch chuyển họ đến gần cuộc chiến của hai con quỷ kia. Và khi ở gần thì họ mới nhận ra hai sinh vật này giống thiên thần hơn là quỷ. Cô Natsuki sau đó đã tung xích trói lại nhưng chẳng được tác dụng gì mấy. Cô muốn cô lên luôn và cậu đừng có nương tay nếu không muốn chết. Tòa tháp sau đó bị thiên sức đánh ngã và cô Natsuki đã phải lấy xích ra để giữ tháp lại. Cô dô đã gọi kỳ lân ra tấn công nhưng thiên sứ tóc đen đã chặn lại hoàn toàn. Đột nhiên thiên sứ tóc trắng đã đánh lén thiên sứ tóc đen và lao đến đâm vào vị trí của linh hồn như những hiện tượng trước. Tóc đen đã kịp đánh bay mặt nạ của tóc trắng và giúp cô nhận ra tóc trắng chính là Canon. Cậu cố đánh thức Canong nhưng cô còn không thể khống chế bản thân mà ăn thịt thiên sứ kia rồi bay đi mất. Sáng hôm sau, Kozo và Himejaji đã đi tìm trụ sở nghiên cứu của bố Canon. Cả hai đến được đó và yêu cầu tiếp tân cho họ gặp tiến sĩ và là bố Canon. Họ được cho gặp trợ lý của tiến sĩ và cô ta cho biết tiến sĩ đang không ở trên đảo nên cho họ địa chỉ mà ông ta đang nghiên cứu để đến tìm. Cả hai sau đó được dẫn lên máy bay để trở ra một hòn đảo. Himejaji có vẻ sợ đi máy bay nên Kozo đã nắm tay để cô đỡ sợ. Lúc cả hai hạ cánh thì phi công đã rời đi trước và cho biết cả hai đã bị lừa. Himejaji nhận ra tiến sĩ không có ở trên này và cô jo đã bị dụ ra khỏi đảo. Họ cũng khá sai lầm khi không báo trước cho cô Natsuki một tiếng. Cả hai cần phải kiếm thức ăn và nước uống để cầm cự. Himejaji có vẻ giận và cả hai sau đó tìm được vài cái lô cốt ở bãi biển. Vỏ đạn còn mới nên chắc chắn là đã từng có người ở đây. Cả hai quyết định cắm trại bên trong một cái lô cốt này và việc tiếp theo là đi kiếm đồ ăn. Trong lúc đó, Sazaka đã đến nhà thờ kia để điều tra về Kanon. Đột nhiên Zazie cũng ở đây, cậu ta muốn thỏa thuận với cô cậu ta sẽ cho cô vị trí của cô Jo và cô ta phải giữ bí mật thân phận của cậu ta với hai người đó. Đột nhiên Nagisa và Asagi tìm đến, Asagi và Sazaka đã lao vào đấu khẩu khi một người bị gọi là con điên đòi hại cô Jo còn người kia thì là người tình của cậu. Cô Jo lúc này đang dùng sư tử xét để đánh cá và khiến nước té khắp người Himejaji. Cô đã chuẩn bị đồ ăn và nó chỉ toàn là dừa. Cậu đành ăn tạm và nhớ ra hôm nay là thứ bảy và là ngày cậu đã hứa là sẽ làm mẫu ảnh cho Asagi. Nhưng việc cậu không đến sẽ khiến Asagi đi tìm và cho họ thêm cơ hội được tìm thấy cậu vẫn lo cho Kanon dù chính cậu lúc này lại là người đang gặp rắc rối trong lúc đó thì asaji đã trích xuất camera và tìm được nơi cô jo đã bị gửi đến sazaka sẽ sớm gửi thuyền đến đó hai cô gái sau đó lại đấu khẩu và muốn biết người kia có quan hệ gì với cô jo. cậu lúc này tỉnh dậy giữa đêm và không thấy himeji đâu nên đã đi tìm thử zazi đã khuyên hai cô gái đình chiến mà tìm cô jo trước asaji cũng đã hỏi lý do sazaka tìm thông tin về Kanon. sazaka cho biết cô lúc này đang làm vệ sĩ hộ tống cho công chúa của đông âu là folia và công chúa Folia mong muốn được gặp lại Canon. Và đúng lúc này thì cô Jo lại tình cờ thấy được một cô gái đang tắm dưới ánh trăng, cơn thèm hút máu của cô Jo lại một lần nữa trỗi dậy. Cậu vừa lấy tay lau máu mũi đi thì cô gái đã biến mất. himeji xuất hiện chĩa giáo vào cậu và cho rằng cậu đi nhìn trộm cô. Cậu nói ra việc bản thân thấy một cô gái trông giống Canon nhưng lớn tuổi hơn ở đằng kia. Himejaji đã mượn áo khoác của cậu và muốn cùng cậu đi tìm thử. Cả hai đi tìm thì vô tình phát hiện một con tàu của tên tiến sĩ gửi đến. Một đám lính đi ra từ đó và xả súng vào cả hai. Thấy đám này chắc chắn là địch nên Hime Zazi đã vào đánh trước. Cô xử lý hết đám này nhưng chúng vẫn đứng lên đánh tiếp. Cô Jo đã ra trợ giúp và suy nghĩ đến việc dùng ma thú, nhưng cô gái ban nãy đã bắn một viên đạn và xử hết chúng. Lúc đến chỗ cô, cô giới thiệu bản thân là công chúa Folia và cô biết thân phận của cô Jo là Shinso đệ tứ. Đám robot ban nãy hẳn là bám theo cô, cô Jo giờ mới hiểu sao chúng châu bò đến vậy. Cô đã nhờ cô Jo dùng ma thú đánh chìm con tàu kia vì nó được điều khiển từ xa nên họ sẽ không tận dụng được và đám robot trên kia hẳn là không ít. Kozo sau đó đành xuống đối mặt với chúng và dùng sư tử để phá hủy cả đám robot lẫn con tàu. Trong lúc đó, à trợ lý lần trước đã đến gặp tên tiến sĩ, ông ta đang chỉnh sửa lại canon để hoàn thiện cô hơn. Và một khi đã xong thì canon sẽ là thiên sứ mạnh nhất và phục vụ rất tốt cho chiến tranh quân sự. À ta nói về việc đã bắt được Shinso đệ tứ và có thể dùng cậu để làm vật thử nghiệm sức mạnh cho canon. Trong lúc đó, Folia đã đưa cả hai đến chỗ con tàu của cô. Cô bị trôi giặt vào đây sau khi né cuộc tấn công từ lũ robot của tên tiến sĩ. Ông ta từng là một pháp sư hoàng gia trong cung điện của gia đình cô, nên đa phần phép mà ông ta biết đều cần đến dòng máu hoàng tộc của cô để kích hoạt. Còn lý do Canon trông giống cô là vì Canon là con gái của ông nội cô, 15 năm trước. Ông của cô đã có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác và sinh ra Canon, nên có thể xem Canon là gì của Folia và cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Cũng vì vụ của Canon mà cung điện giờ đang loạn lên và Folia càng không thể phớt lờ khi nghe tên tiến sĩ đang nhận Canon làm con nuôi. Nhưng cô biết bản thân đã muộn khi nghe cô Jo nói Canon đã thành một con quái vật có cánh. Theo lời Folia thì tên tiến sĩ đã tạo ra thiên thần nhân tạo bằng cách ép buộc con người phải trải qua sự tiến hóa về tinh thần để hồi sinh thành chủng loài cao hơn. Đột nhiên một con tàu nữa lại đến và cô Jo định gọi ma thú ra đánh hạ lần nữa, nhưng cờ trắng đã vẫy lên và tên tiến sĩ đã bước ra để gặp cả ba. Ông ta cho biết Canon đã đánh bại và hấp thụ hết 6 thiên thần nhân tạo khác và sắp đạt đến cảnh giới của thiên thần. Còn tập đoàn của hai tên ở sau kia thì đang gặp vấn đề tài chính nên mới phải góp vốn vào cho tên tiến sĩ Hồng Thu lại kết quả. Chúng sau đó đã kích hoạt canon để cô đánh nhau với cô Dô. Bởi chúng muốn có một cái mô tả đẹp cho vũ khí của chúng, rằng thiên sứ chúng tạo ra có thể đánh bại ma cà rồng mạnh nhất. Himejaji đã lao đến đánh trước vì nghĩ canon được tạo ra bằng phép thuật thì cây giáo của cô sẽ phá vỡ được nhưng nó là vô ích. À tóc vàng đã đến tiếp chiêu với Himejaji. Còn tên phi công lần trước thì biến thành dạng thú để đối đầu với Folia. Canon thì đã nhắm đến dô và ma thú của cậu thì không thể tiêu diệt một thực thể vốn không tồn tại trên thế giới. Cứ thế cô bị bắn cho một phát xuyên người. Ai nấy nghĩ là trận chiến đã kết thúc thật chóng vánh. Canon bắt đầu mất kiểm soát khiến ba tên thủ ác đã bỏ chạy. Canon đã hóa thành một cơn lốc băng và Himejazi thì phải cố gọi cô tỉnh lại. Sazaka lúc này đã lẻn lên một con tàu của tập đoàn vũ khí mà tên tiến sĩ hợp tác nhằm tìm ra nơi mà cô và Himejazi đang bị bỏ lại. Cô tình cờ gặp cô Natsuki ở đây. Konatsuki cho Sazaka biết về việc một tiếng trước thì họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu của Folia và có vẻ Folia đang ở chung với Kozo và Himejazi. Nhưng cả hai phát hiện cơn lốc băng và biết Kozo lại dính vào rắc rối nữa rồi, Himejazi đã dùng giáo để tạo ra lá chắn bảo vệ cả ba an toàn. Nhưng nó chỉ là tạm thời, Kozo vẫn chưa tỉnh lại dù vết thương đã lành, nhưng nó vẫn để lại một vết sẹo. Folia nhận thấy có vẻ một ma thú tiềm ẩn của Kozo có thể chống lại sức mạnh của Canon nên cô sẽ thử hiến máu cho cậu để cậu đánh thức ma thú đó. Cô đã cởi áo khoác để kích thích Kozo nhưng khi định hôn thì Himejaji đã ngăn lại và chọn làm thay. Cô sau đó tự lấy ít máu từ tay và ngậm vào miệng để bón cho Kozo. Cậu đã được đánh thức và vùng dậy hút máu Himejaji. Nhưng ngần đó chỉ giúp cậu hồi phục và tỉnh lại hoàn toàn chứ chưa hề đánh thức được ma thú. Thế là Folia đã ra lệnh cho cậu hút máu cô. Cậu sau đó thấy cô có vẻ đã sẵn sàng nên cũng hút luôn. Cậu sau đó đã thoát ra khỏi lá chắn băng và bắt đầu cãi tay đôi với tên tiến sĩ về việc ông ta chưa bao giờ yêu quý Canon nhưng ông ta cho rằng bản thân vì yêu quý Canon nên mới biến cô thành thiên thần để không ai có thể tổn thương được cô, ủa nhưng mà ai mượn. Đang cãi nhau thì hai tên từ tập đoàn vũ khí kia đã xen vào để cắt ngang, chúng đã tạo ra thêm hai thiên sứ bản sao mà không hỏi ý tiến sĩ. Chúng sẽ lấy bằng được folia về để nhân bản nhằm tạo ra thêm thiên sứ chất lượng hơn. Hiển nhiên là cô Jo sẽ không để việc đó xảy ra. Cậu sẽ nghiền nát cái kế hoạch nhảm nhí này của chúng. Đây sẽ là trận chiến của cậu, không, Senpai, đây là trận chiến của chúng ta. Himejaji một lần nữa đứng ra hỗ trợ cậu, cô sẽ đối phó với ả tóc vàng và hai thiên sứ bản sao còn canon thì để cô dô tự xử lý cô sau đó lao đến chiến đấu hòng giành lấy điều khiển từ ả tóc vàng ả ta bảo tên người thú vào giúp nhưng tên đó đã bị folia bắn cho một lỗ ả ta liền lao đến tấn công folia thì cô đã kích hoạt trạng thái kiếm năng lượng từ khẩu súng và chém ả ta một nhát khiến điều khiển rơi ra Himejaji đã chớp thời cơ lao đến lấy đi điều khiển còn folia thì kết án ả tóc vàng rồi cho cô ta một kiếm đo sàn Himejaji thì đã kiểm soát được hai thiên sứ bản sao còn cô jo thì đã gọi ra ma thú mới của cậu. Đó là một con rồng hai đầu, con rồng cắn đứt hai cánh của Canon và kéo sức mạnh của Canon về lại không gian này. Tuy chưa thể hạ được Canon nhưng việc kéo Canon về không gian này đã giúp Himejazi có thể đánh trúng được Canon và khóa chặt năng lượng phép thuật từ cô. Phần năng lượng thần thánh trong người Canon đã thoát ra và cô jo đã cho con rồng nuốt hết đồng nó. Cậu sau đó tiến tới tên tiến sĩ và cho rằng việc ông ta có được tha thứ hay không là do Canon quyết định. Sazaka và Natsuki cũng đã sắp đến để đón cậu và những người khác. Còn Folia thì đã cho Kanon biết cô là gia đình của Kanon. Dê sau đó đã thẩm vấn tên tiến sĩ và ông ta cho biết bản thân tạo ra thiên sứ là để xóa sổ Shinso ra khỏi thế giới này. Còn Jo thì nghe tin cô Natsuki sẽ là người bảo hộ mới cho Kanon. Folia sau đó đến để tạm biệt. Cô đã tranh thủ hôn Jo một cái và khiến cậu rơi vào rắc rối khi cả Asaji và em gái Nagisa của cậu đều đến. Ai nấy muốn cậu cho một câu trả lời thỏa đáng, còn cậu thì chỉ muốn họ tha cho cậu.